Nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8, quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 78 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền 25 tháng 8 năm 1945, 25 tháng 8 năm 2023. Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dân hương, dân hòa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã thành kính dân hoa, dân hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân. Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của người là tài sản vô cùng quý báu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mãi sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt đảng, dân tộc, giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cũng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã dân hương dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các thành viên trong đoàn dân nén tâm hương và hứa phấn đấu học tập theo gương Bác Tôn để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã đến dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc